Câu lạc bộ Kirivong Sóc Sen Chey có sân nhà cùng tên. Sân bóng nằm tại tỉnh Takeo này, chỉ có sức chứa 800 khán giả, với một phần khán đài nhỏ duy nhất. Hiện tại đội bóng chủ quản là câu lạc bộ Kirivong Sóc Sen Chey, đang lên kế hoạch nâng cấp mở rộng sân nhà của mình trong thời gian tới.